Xin chào chị ạ, không biết là sản phẩm này là sản phẩm mình sử dụng như thế nào ạ? À? Chị chia sẻ một tí về sản phẩm của mình. Cà phê Lean là cà phê sức khỏe. Mọi người uống sẽ được khỏe mạnh, tỉnh táo, không có gây nghiện nữa. Nó là cà phê group của Vinalin được 17 năm. 17 năm rồi, không biết là mình cà phê sản xuất ở đâu ạ? À? Ở Hà Nội nha quý vị. Tốt cho sức khỏe, tỉnh táo và đem lại cho mình nhiều cái năng lượng hơn nữa. Và xin được cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin được mời chị sẽ cùng chụp hình với gian hàng của mình nhé.